chị sĩ bói chị sĩ bói li nè lo chữ hư nè nhá li chá nó nhá nó li chá lờ nè bó mô mô li chá tôi mình nhớ bó mô mô giờ lên nên để chị nó nè mô ấy nè cho tôi mình nhuận dĩ lờ cho nè mô cho tôi mình nhuận dĩ chê nó tư hề cú hò để có thể nó tốt cho nó chê của nhân dân nó lì ờ nó không có ý thức khu cho cụ sai thay tăng cho nó bắt nó chỉ tốt cho cụ sai ờ nó hứ ta đã lâu chê mi tu nhỏ theo chê ta đã lâu nhớ sống tông sư ờ tôi như chị bố này ta đã lâu liền nó này nó tay mà đi rồi để có thể nó tốt hơn nè ờ mi bắt nó chì nó á xuơ nhà chú vì mà cũng sống sự hôm nay nên nó đã chi cho đã chi lỡ phụ nữ tay nó ít khó nữ tay nhớ thì nó chê nó mở đây sự chỉ muốn đã chi nó đi à nên muốn giờ cũng là ta sợ ta lại nên vô lần nào là chết em mũi mới đổi khỏi đâu đấy khỏi tôi nên vô chết người ta sự sợ nhé chứ mà chứ nó chết cái tên vô lần nào ấy nó cho người ta à mình ấy người ta nhé sự sợ nhé ý chung tôi sợ là ta sẽ chịu một bãi cho ta lại ta sẽ chịu tay ta cứ bốn đi ta phải nó ta sẽ chịu tay tu kỳ liền này là đã chịu nó nên nhớ tí nè nên nhớ không có nhớ tiếc có chị lệ hoa cho nên muốn nhớ tới thời rồi nên không mua nó muốn thả nó chê nên nó nên này hoa hồ nè tay nè phơi nè tay theo mẹ phan hữu chi theo mẹ ăn chui mẹ cá xua nè hoa một đôi tay trời trong con nè nè hoa con nè hết cái chân gà của cụ tao nè một phát tiền nè nè hoa một tao sợ hoa một con đỡ con đỡ chị chân nhẹ chân nhẹ lo cho tiếc chân nhẹ cho mình nhẹ con niệm có cứ chỉ công nè vô chỉ tao không giật công này cái chân nhẹ nên đã sửa họ chỉ cho cá chân nhẹ cái khó sửa cái chờ chỉ mới chỉ nhẹ nó con nhớ thì con nói thế nên cho cháu sẽ cần đó cần nữa cả chút chơi và cả cả sẽ sẽ nên ta sẽ cần nhé ha nên họ mua tên nhà cũng không cho nên chơi nên họ xa cho nên ta nhà này phố theo mình và nói chi theo mình ăn chua